Lý do tại sao bạn tắt trạng thái hoạt động? Chị Nắng ơi, người yêu em ngại công khai với người nhà, rồi thậm chí còn nhiều lúc đi chơi, đi ăn uống la cà với bạn bè cả nam cả nữ, đêm mới về em nhắn tin không rep. Tất cả trạng thái hoạt động hay on không rep, em luôn kiểu thờ ơ, em nói gì thì chỉ cảm thấy phiền cho họ ý, chị cho em lời khuyên. Nói chung là các bạn cảm thấy sao? Và bây giờ mình hỏi kênh chat nhé, tại vì là mình nghĩ là mấy cái câu hỏi này mình đã trả lời rất là nhiều lần rồi, nên là bây giờ mình xin phép hỏi kênh chat ấy. Chia tay chim cút luôn á. Bục xúc thế, mình không có phương án khác để giải quyết à? Ơ kìa. Ở đây chúng ta khuyên chia tay dừng lại chứ sao, vote chia tay đi, chia tay á. Rồi. Sao lại cục như thế? Nhưng mà nói thật ý, ví dụ như là nó chỉ có một thôi, ví dụ như là chỉ không công khai với người nhà thì mình có thể hiểu là chắc bạn ấy có cái điều khó nói, đúng không? Thì mình còn ngồi nói chuyện với hỏi bạn ấy xem là kiểu tại sao em lại như thế. Đấy, có vấn đề gì không? Gia đình em có kiểu như là có đòi dọa gọi là cạo đầu bôi vôi thả trôi sông nếu mà em có người yêu hay không. Tức là mình sẽ gọi là tâm sự với nhau, nhưng mà nó quá nhiều lý do như thế thì chắc chắn là người trong cuộc đã cảm nhận được cái gì rồi. Và khi mà chúng ta nghe kiểu như là nó xảy ra quá nhiều thứ như thế là chúng ta cũng cảm thấy là nó có gì rồi, đúng không ạ? Thì đấy, mình không nói chia tay đâu nhá, cái chat tự nói đấy. Với cả thêm một cái nữa đấy là tắt trạng thái hoạt động, sao mẹ sao có mấy cái đứa nó mất dạy thế nhỉ? Đúng. Cái trạng thái hoạt động mà lại đi tắt để làm gì mọi người? Bây giờ mình vẫn không biết là tại sao mọi người lại tắt trạng thái hoạt động. Mình vẫn không biết tại sao ấy, tại vì mình không thường xuyên tắt trạng thái hoạt động. Tại vì mình cũng chả có cái gì phải mập mờ với ai cả. Nên là mình hầu như là chả bao giờ tắt hay sao ấy. Chắc là chỉ có ngày xưa. Nhưng mà mình bây giờ mình vẫn đang không biết là tại sao mọi người lại tắt trạng thái hoạt động thôi. Nên là mình đang muốn hỏi xem là mọi người tại sao lại tắt trạng thái hoạt động ấy. Tắt để tìm thêm mối mập mờ á. Ví dụ như là online mà không trả lời hay là gì nhỉ? Nhưng mà mình cũng không biết, nếu mà mờ mờ thì có nhiều cách mà tại sao lại tắt trạng thái hoạt động. Để nhắn tin với mọi người mà người khác không biết á. À thế à, đấy là lý do à. Tại vì mình sống ẩn ý mà chị á. Chắc muốn làm sad girl, tắt để giả bộ buồn vì không bị làm phiền. Tắt tại phiền á dễ kiếm lý do á. Bị hỏi vay tiền nhiều quá nên tắt. Sao nhiều lý do vậy? Nói chung là mỗi người có một lý do, cảm giác là lý do nào cũng hợp lý ấy nhở. Bật mà không rep thì kỳ ấy chị, em không tắt em cũng không biết á. À. Cái lần gần nhất mà mình tắt trạng thái hoạt động đấy là khoảng tầm 3-4 giờ sáng gì đấy, mình thấy mẹ mình online thì là mình tắt đi. Tại vì là mẹ mình hay có cái kiểu là soi xem là mình đang online hay không. Thì nếu mà mình đang online 3-4-5 giờ sáng mà vẫn thấy mình online, tại vì là mẹ mình ngủ rất sớm, 9-10 giờ là ngủ rồi, mà 3-4 giờ sáng dậy mà vẫn thấy online là kiểu như lại nhắn tin là thế sao không ngủ. Thế là mình kiểu mình tắt đi để mẹ mình đỡ nhắn. Để mẹ mình đỡ kiểu biết là mình thức đêm ấy. Đấy là lý do duy nhất và gần nhất mà mình tắt trạng thái hoạt động. Chứ còn bây giờ mình không biết tại sao mọi người lại hay tắt như thế. Tắt để yêu nhiều người một lúc á. Tắt trạng thái hoạt động vui mà. Tắt để thức đêm không bị phụ huynh on mà thấy hay thầy cô. Tắt chơi game toàn out top nên phải tắt để không bị chửi á. Tắt vì sợ mẹ ganh á. Mình cũng thế. Đấy là trước thôi, giờ mình có tắt đâu. Giờ mình lười quá, mình lười đến cái mức mà nhiều lúc mình cũng nghĩ là hay vào tắt, nhưng mà xong mình lười mình không tắt thôi. Nói chung là mỗi người một lý do á. Nhưng mà thấy cái lý do lớn nhất đấy là để mập mờ, đúng không? Để mập mờ là với cả vất cả hai tay. Thì mình cũng đang không biết là tại sao lại phải tắt đi thì mới mập mờ được, trong khi bật lên thì mình vẫn mập mờ, đúng không? Có nên tỏ tình nếu phải mất đi tình bạn? Bây giờ thì lại như mọi hôm thôi, là mình đọc mail xong rồi là kênh chat sẽ cho bạn đến lời khuyên nhé mọi người. Tại vì là mình nói lại một lần nữa, đấy là nếu mà mình khuyên á thì cái lời khuyên của mình cũng như là cái góp ý của mình nó chỉ đến từ một phía thôi, nó khá là chủ quan ấy, nên là mình muốn xin ý kiến của tất cả mọi người trên kênh chat. Okay. Em năm nay 18 tuổi, vừa vào đại học. Em có quen một bạn nữ hồi năm lớp 6. Được tầm nửa năm thì em với bạn ấy trở thành bạn thân. Năm lớp 6 em với bạn ấy chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Từ đầu năm lớp 7 trở đi, em không hiểu sao trong lòng em lại có một cảm xúc mỗi khi mà em lại gần bạn ấy không thể tả được. Đến năm lớp 8 thì em được bạn ấy báo là có người yêu rồi. Em cũng từ bỏ để bản thân mình và bạn ấy không đi quá một giới hạn nhất định nào đấy. Mọi việc đều sẽ bình thường nếu mà bản thân em sẽ quên được bạn đấy. Qua mùa hè em cứ ngỡ như mình đã hết được tình cảm với bạn đấy, nhưng không, em nhận ra mình không thể gạt bỏ cảm xúc ấy. Và thế là em cứ giữ lại trong lòng thôi.
Em với bạn ấy học chung hết cấp 2, lên cấp 3, lên đại học thì học cùng trường. Em muốn xin lời khuyên từ chị, giờ em nên giữ trong lòng hay mạo hiểm bày tỏ cảm xúc của bản thân mình với bạn? À quên, bạn ấy từ cấp 2 đến giờ không có mối tình nào nữa, và em cũng chưa có mối tình nào từ lúc có tình cảm với bạn đến giờ. Thế này tình yêu mới lớn à? Ừ, mình tưởng là vấn đề gì kinh khủng. Nhưng mà thật ra thì đối với chúng ta, những người mà đã không trong cái mối quan hệ như thế thì chúng ta sẽ thấy nó bình thường. Nhưng mà cái người ở trong đấy thì rất là dối. Nên là mọi người cho bạn đấy lời khuyên, cưới đi bạn ơi. Cái gì đấy nhanh ấy? Điên à? Nó còn chưa yêu đâu, khuyên được cưới rồi. Tào lao á. Trời ơi, người ta còn đang phân vân, còn đang chưa biết tỏ tình hay không, ông lại bảo cưới đi bạn ơi. Rồi, cho tía lại đặt tên con đúng không? Không nên yêu bạn học cùng lớp, tin tôi đi. Học cùng trường thôi, không phải cùng lớp. Hai bạn này là bây giờ đang học cùng trường. Với cả bây giờ là lớn rồi thì nó không, cái việc cùng lớp đại học nó không giống như là cùng lớp cấp 3 đâu. Đúng vậy. Khi mà các bạn học cấp 3 thì tất cả cuộc sống của các bạn chỉ xoay quanh cái việc là đi học và về nhà. Hết toàn bộ thời gian ở nhà thì không nói rồi, nhưng mà toàn bộ thời gian ở trường mà lúc nào cũng chạm mặt nhau thì rất là dễ xảy ra xích mích, xung đột, với cả kiểu như là ngại ngùng rồi nhiều tình huống kiểu không nên biết đối phương, không nên biết đúng không? Đại học thì không nhá, tuần học có 3-4 buổi á. Sau ngoài ra thì còn đi hẹn hò, còn đi chơi này kia, với cả đại học kiểu như là các bạn sẽ không bị giáo viên theo sát 24/24, không phải 24, theo sát hay là kiểu can thiệp quá nhiều, nên là các bạn kiểu khá là tự do. Nên là yêu cái khoảng tầm đại học học cùng lớp thì mình thấy nó cũng không có vấn đề gì cả. Đấy là cây chat khuyên đúng không? Còn mình á thì nghĩ thì như mình nói đấy, giai đoạn mà chuyển từ tình cảm bạn bè sang có tình cảm trên cả bạn bè á, nó là giai đoạn rất là nhạy cảm. Tại vì sao? Một là các bạn thường phân vân giữa cái việc là nên tỏ tình hay không đúng không? Bởi vì các bạn sợ là tỏ tình thì mất đi cái chuyện tình cảm đấy, à chuyện tình cảm bạn bè đấy. Mẹ em lên nhũ nhỉ? Tức là nếu mà các bạn sợ là nói ra thì mất bạn, còn nếu mà không nói ra thì mình sẽ hối hận hay gì gì đấy, các bạn phân vân rất là nhiều. Nhưng mà như đây là một ví dụ nha, cái câu chuyện của bạn Minh vừa nãy là một ví dụ nhá. Bởi vì sao? Các bạn đừng bao giờ nghĩ là các bạn không nói ra thì các bạn sẽ giữ được tình bạn đấy, không bao giờ đâu. Trừ khi là các bạn hiểu các bạn nhá. Ví dụ như là tính cách của các bạn giống như mình chẳng hạn, là một cái đứa khá là dứt khoát và khá là dễ quên đi. Ví dụ như là lúc mà mình thích người ta thì mình biết được là ở 2-3 tháng nữa là thôi mình không thích nữa thôi. Chắc là khoảng tầm tháng nữa thôi là mình chán ấy, mà mình không có thích người ta đến mức độ đấy. Mình giữ lại, mình không nói ra, mình cũng chỉ thích ở người ta hơi hơi thôi, thì mình cứ từ từ bình tĩnh, mình không nói ra để mình giữ tình cảm bạn bè đấy, nếu mà là các bạn tính cách như thế. Nhưng mà đa phần mình thấy là mọi người kiểu như là sẽ day dứt, xong rồi mọi người sẽ thích người ta mãi không thể nào mà dứt được ấy. Các bạn cố gắng là kiềm chế lại, các bạn không nói để các bạn giữ bạn đúng không? Thế nhưng mà sau đấy các bạn thấy người ta bên cạnh người khác, các bạn cũng không thể chơi với người ta được nữa, thì đằng nào cũng mất bạn thôi đúng không? Bây giờ sợ nói ra thì người ta không thích mình thì mất bạn, nhưng mà không nói ra có còn bạn không, cũng chả còn bạn đâu. Bởi vì sao? Bởi vì là nhìn thấy người ta tay trong tay với người khác, các bạn không thể chơi với người ta được. Lúc đấy thì bạn bè nó chỉ trên danh nghĩa thôi, không nói chuyện được, không nhắn tin, không đi chơi được, tại vì nó có người yêu. Một là nó có người yêu, chứ chắc người yêu nó đã thích mình đi chơi với nó. Thứ hai là người ta có người yêu, các bạn có thể đứng đấy và nhìn, chúng nó nắm tay nhau không thể nhìn được, không thể nào mà vừa mắt được, không thể nào mà nuốt trôi được. Thế nên là kiểu gì các bạn cũng sẽ rời đi thôi, không yêu được cũng rời đi thôi, chứ không thể làm bạn được đâu. Thế nên là các bạn nên, tức là mình không nói cái đấy để các bạn kiểu như là thích phát là tỏ tình luôn, mà các bạn phải suy nghĩ rất là kỹ, với cả xem là tình cảm của mình nó ở mức độ nào. Nếu mà xác nhận được là mình rất thích người ta, nếu mà kiểu như là mình không tỏ tình được người ta, mình không yêu người ta, mình cũng không thể nào mà làm bạn được với người ta, thì nói mẹ luôn đi, được ăn cả ngã về không đúng không? Chứ bây giờ kiểu cứ giằng giữ mãi, xong rồi mãi không nói, xong rồi cố giữ bạn, xong cũng chả còn bạn luôn. Nhìn nó tay trong tay với người yêu, nó có chịu được không? Chịu sao được? Mẹ, lúc đấy là bắt đầu bứt rứt rồi, bắt đầu khó chịu rồi, bắt đầu say goodbye rồi. Quá chuẩn luôn. Không có người yêu thì hiểu biết quá. Ôi trời, cái gì chị chẳng biết. Thôi ông im mẹ mồm đi. Người yêu hút thuốc bảo bỏ vẫn hút. Chị ơi, người em hút thuốc nhưng em không thích, bảo nó bỏ thuốc nhưng nó vẫn hút thì sao á? Em nói câu nữa nó bỏ em đấy. Nha. Hôm qua vừa tư vấn câu như thế xong, hôm qua có bạn cũng hỏi mình, cũng kêu là em bảo người yêu em bỏ hút thuốc các thứ mà anh không nghe. Trời ơi, các bạn có phải là mẹ người ta đâu. Các bạn có biết là một là kiểu các bạn chỉ là người yêu người ta thôi. Các bạn làm như thế là kiểu sẽ mất đi cái, tức là con trai sẽ có cái tôi á, tự dưng các bạn nói mà người ta kiểu nói cái gì người ta cũng nghe, bảo cái gì người ta cũng vâng dạ, xong rồi nói chung là thường sẽ không như thế đâu, con trai sẽ có cái tôi của mình á, cảm giác không được tôn trọng đâu, các bạn có phải là mẹ người ta đâu đúng không? Thứ hai nữa đấy là cái thói quen nó là một cái rất là khó để có thể từ bỏ được, phải cần thời gian nữa, chứ không phải thích nói bỏ là bỏ được. Bây giờ bảo các bạn là dậy sớm đi, tập thể dục đi, các bạn có dậy được, có dậy được đúng không? Bảo các bạn từ bỏ vào cái thói quen nào đấy, các bạn có bỏ được không? Không bỏ được đâu. Bảo các bạn là nghịch ít điện thoại đi, xem ít top đi, xong rồi là tập thể dục nhiều lên, cố gắng dậy sớm, các bạn cũng có làm được đâu. Mặc dù biết là nó tốt đấy, nhưng mà không phải là cái gì mình biết là nó tốt là mình cũng làm được luôn ấy. Mình phải có
mình phải có thời gian. Chứ bây giờ nói chung là mấy cái đứa trẻ con nó yêu nhau, nó hay kiểu thích kiểm soát nhau lắm. Nó cảm giác như là cái việc mình kiểm soát được người ta là một cái thành tựu gì á. Lúc nào cũng muốn kiểu thể hiện này kia, quen được 2-3 bữa. Anh cấm em đi chơi với thằng khác. Em không được nói chuyện với thằng con trai khác đâu nhớ. Chả là gì của nhau cũng cấm luôn. Chứ còn mấy cái đứa mà yêu nhau rồi á là cũng hay thế. Là cũng hay kiểu anh cấm em thế này, em cấm anh thế kia, rất cả đầu. Sau rồi dám 3 bữa chán nhau lại bắt đầu chị Nắng ơi, khổ lắm, như cái thùng rác vậy á. Bao nhiêu cái câu chuyện đau lòng bi thương của các bạn là mình nghe hết, mình hứng hết luôn. Tôi khuyên anh bỏ hút thuốc và rồi anh bỏ tôi, đúng rồi gì nữa. Nói chung là sẽ tùy thôi à, có những người mà thích cái kiểu kiểm soát đấy, nhưng mà có những người thì không. Thực ra thì cái kiểu như là ghen tuông nhá, kiểm soát nhá, nó chỉ ở một cái mức độ rất là nhỏ và rất là ít thôi á, thì nó sẽ cảm giác là kiểu vui hay là hứng thú trong chuyện tình cảm, nhưng mà nó quá đà thì ố rề lắm các bạn, không duy trì được đâu. Người yêu cũ có người yêu mới ngay sau khi chia tay thì sao á? Thì chắc là mình ngọc xứng. Emotional damage. Ở trên mạng có cái câu mà nó cũng khá là hot ấy, cái câu mà gì nhỉ? Cái câu gì không biết các bạn có biết không? Đấy là cuối cùng thì anh cũng chịu công khai người mà khiến cho em và anh ngày hôm ấy cãi nhau ấy. Ui, nghe câu đấy kiểu đúng buồn luôn, đúng cay luôn. Mà sau rồi thấy nó cũng đúng. Thường thì mọi người trong cái giai đoạn mà kiểu hay chán nhau ấy, tức là sẽ có một người người con trai đi hay là người con gái, nói chung là sẽ có một người đi thích một người khác. Nhưng mà kiểu trong giai đoạn đấy là chưa có đến được với người kia, cũng chưa có gì cả, chưa có gì với nhau cả, xong rồi là bắt đầu chỉ đang gọi là có ý thôi, nhưng mà chưa đến được với nhau nên là cũng chưa bỏ người cũ. Thế bắt đầu người cũ bắt đầu cảm thấy là có cái gì ấy sai rồi, xong bắt đầu là cãi nhau, nhưng mà cứ chắc nịch là anh với nó chả có cái gì với nhau cả, xong rồi đùng cái chia tay, xong rồi công khai được kia.